Huấn luyện viên U23 Hàn Quốc, chúng tôi không kiểm soát được trận đấu. Ông Hoàng Sơn Hồng không hài lòng với việc bị cỡ quà ở những phút cuối trước U23 Việt Nam tại bảng C giải U23 châu Á 2022 tối 5 tháng 6. Chúng tôi đã có bàn thắng nhưng không kiểm soát được trận đấu. Các cầu thủ U23 Hàn Quốc không có thể lực tốt nhất cho trận đấu này. Lê Căng In bị đau nhẹ nên tôi không muốn tạo áp lực cho cậu ấy. Kết quả hòa thì trong bóng đá luôn có thể xảy ra, ông Hoàng nói sau trận. Về tấm thẻ đỏ, ông Hoàng cho rằng đó là vấn đề của cầu thủ Hàn Quốc. Phải chăng U23 Việt Nam may mắn vì Hàn Quốc chơi thiếu người? Chúng tôi cần phải có kế hoạch xem sau này còn 10 người thì phải chơi như thế nào để không bị mất kiểm soát, huấn luyện viên này thừa nhận. Kết quả hòa 1-1 trước U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam có 2 điểm sau 2 lượt trận. Họ có nhiều cơ hội hơn để giành một suất vượt qua vòng bảng, bước vào tứ kết. Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia vào ngày 8 tháng 6. U23 Hàn Quốc ghi bàn mở tỷ số ở phút 63 do công của Châu Giang Cúc, nhưng Tiến Long đã có cú giúp má ngoại chân phải tuyệt đẹp để cỡ hòa. Ông Hoàng đánh giá về U23 Việt Nam. Việt Nam có một tập thể mới, có huấn luyện viên rất ấn tượng. Họ chưa có tổ chức, ý định pressing. Ông Công đã làm tốt công việc của mình và tạo nên một đội bóng tuyệt vời. Về trận đấu với U23 Thái Lan ở lượt trận cuối, ông Hoàng cho biết sẽ làm hết mình để đi tiếp chứ không muốn đó là trận đấu cuối cùng của U23 Hàn Quốc. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.